Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta đến bài thứ 16 trong loạt bài học về sách Ephesos. Trong đoạn 1 câu thứ 17, tôi xin phép được đọc ở đây. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào phần đầu tiên của lời cầu nguyện mà sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh Chúa ở tại Ephesos. Mở đầu lời cầu nguyện này, chúng ta thấy vị sứ đồ cầu xin Chúa ban sự khôn sáng và sự tỏ ra cho các tín đồ. Chúng ta sẽ thắc mắc rằng sự khôn sáng ở đây mang ý nghĩa gì? Chúng ta thấy đây không phải là sự khôn sáng của con người, vì vị sứ đồ cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ ban sự khôn sáng này cho các tín hữu. Vì chính Ngài là đấng toàn tri và là nguồn của mọi sự khôn ngoan thông sáng. Như Ê-sai 40 câu 28 lời Chúa viết cho chúng ta: Ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Sứ đồ Phao-lô không chỉ dùng từ ngữ khôn sáng, nhưng ông dùng từ thần trí của sự thông sáng. Một cách dịch dễ hiểu hơn là một tâm linh khôn ngoan. Đây là một điều với ý nghĩa là ông cầu xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn cho các tín hữu để họ có sự khôn ngoan để nhận ra những cạm bẫy của tội lỗi. Và ông nói tiếp, và sự tỏ ra để nhận biết Ngài. Ở đây nói đến một sự mặc khải để các tín hữu tăng trưởng trong sự hiểu biết về chính Chúa. Và đây là sự hiểu biết mà không có sách vở hay là một triết gia đời này có thể cung cấp cho họ, ngoại trừ sự soi sáng của Đức Thánh Linh mà thôi. Chúng ta tự hỏi rằng, tại sao sứ đồ Phao-lô lại cầu nguyện cho họ, xin Chúa ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho họ để nhận biết Ngài? Chúng ta biết rằng một trong những mối đe dọa của hội thánh Chúa ở tại Ephesos đến từ các triết thuyết của các triết gia tại thành phố này. Nếu một tín hữu không sâu nhịp trong sự hiểu biết Chúa và không nhạy cảm trước những lý luận có lý, thì đức tin của họ sẽ dễ dàng lung lay hoặc sụp đổ. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới phẳng và chúng ta dễ dàng nghe hoặc tiếp xúc với những quan điểm sống hiện đại. Và đây là lời cầu xin của sứ đồ Phao-lô cho tôi và quý vị ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta đừng chạy theo sự khôn ngoan đời này, nhưng đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài soi dẫn cho chúng ta mỗi ngày, để có thể sâu nhiệm hơn trong sự hiểu biết về chính Chúa, hầu cho chúng ta vững vàng ở trong đức tin. Vì cớ ngày hôm nay với nhiều triết thuyết, với nhiều quan điểm sống, với nhiều sự lý giải về cuộc sống dường như có lý, tuy nhiên tất cả những điều đó làm cho đức tin của chúng ta càng lúc càng lung lay và dễ đánh đổ đức tin của chúng ta. Như Galati đoạn 5 câu 25, sứ đồ Phao-lô đã viết cho Galati như thế này: Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Xin lời Chúa hôm nay giúp cho tôi và quý vị, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra để chúng ta nhận biết Ngài một cách rõ ràng ở trong cuộc đời của mình. Mời chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con đã biết Chúa. Nhưng Chúa ơi, chúng con sống giữa cuộc đời này với nhiều quan điểm, với nhiều học thuyết, và chúng con không biết như thế nào là đúng nếu chúng con không có sự khôn ngoan từ trên cao và sự tỏ ra của Thánh Linh của Ngài cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con gần gũi Ngài mỗi ngày, sâu nhiệm ở trong lời Chúa để hiểu được những điều mà Chúa dạy cho chúng con, hầu cho chúng con có thể vững vàng ở trong đức tin, để chúng con sống một cuộc đời làm sáng danh Chúa, đem lại ích lợi cho hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.